Thưa sư, sư cho con hỏi, mình làm công quả ở một ngôi chùa mà các vị tăng ni tu tập không đúng chánh pháp thì mình có được phước không? Giả sử mình làm công quả với tâm thiện. Trong kinh phân biệt cúng dường thì Đức Thế Tôn nói, nếu như trong thời mạt pháp có những con người, có những vị tỷ kheo á, mà chỉ còn cái miếng vải mà vắt lên trên người á, giống như bây giờ quý vị thấy các cha, thì sư không nói các cha là như vậy, nhưng mà ý sư nói để cho quý vị thấy nó cái hình ảnh nó gần giống, dễ liên tưởng, tức là mình chỉ có một miếng vải mình vắt lên trên người thôi, thì để phân biệt người tu và người thường, các vị đó chỉ còn giữ được bốn giới, tức là bốn bất cộng trụ, còn ngoài ra là bét nhè hết. Nhưng mà cái người mà cúng dường cho các vị đó thì cũng được phước báo vô lượng. Cho nên là khi chúng ta phục vụ thì chúng ta nghĩ chúng ta phục vụ tam bảo đó. Và chúng ta không phải là phục vụ cho cá nhân vị đó, mà chúng ta phục vụ cho tam bảo, thì đương nhiên là chúng ta vẫn có phước. Nhưng mà nhân đây thì sư cũng giới thiệu cho quý vị bài kinh khu rừng. Tức là ở nơi nào á, mà chúng ta không phát triển được giới học, không phát triển được định học, không phát triển được tuệ học, chúng ta không có tu hành gì được rốt ráo hết, thì rồi chúng ta cũng không có thiện bằng hữu, không có bậc trí, không gần gũi được bậc trí để chỉ dạy cho mình, thì có thể bỏ đi ngay trong đêm không cần phải thưa thỉnh. Còn nơi nào á, mà mình... có người chỉ dạy cho mình là bậc trí, thì mình ráng mình ở lại. Cho nên là cái điều quan trọng là mình có chỗ đó, đó có bậc trí hay không, ở đó họ có tu tập đúng pháp hay không. Nếu có tu tập đúng pháp thì mình ở lại mình phục vụ thôi ha. Để chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.